Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay Tâm Minh Audio tiếp tục lên sóng và thanh lý cho anh em mấy con vang bãi rất là chất lượng thôi em nhé. Vang Vocal King UK330. Anh em nhìn qua cái hình thức của cái vang đây rất là đẹp luôn em nhé. Có mấy con tuyển chọn rất là đẹp luôn. Nó có 6 con thôi. Cái vang này có 3 cái chế độ effect cài sẵn là chế độ A, chế độ B, chế độ C anh em nhé. Có 3 chế độ cài sẵn. Đấy. Và đây là các cái chức năng chỉnh của cái effect này. Effect thì có delay, reverb đủ hết anh em nhé. Đấy. Echo này, delay này, reverb này. Và đây là anh em giữ nguyên một lúc là sẽ tự lưu lại anh em nhé. Đây là echo này, reverb này, reverb time này. Reverb và echo đây là cái tỷ lệ anh em hát echo hoặc là hát reverb em nhé. Rất là dễ chỉnh luôn. Mà nếu mà anh em nào mà chưa biết chỉnh ấy, thì là em sẽ cài đặt sẵn, anh em về chỉ được chọn chế độ ABC thôi anh em nhé. Và đây là chế độ mic này. Mic thì cũng có giải bát trung chép. Đấy, bát này. Bát này, chép này, mid này. Đấy, đủ hết anh em nhé. Và đây là cái chế độ nhạc này. Đấy, nhạc này. Đấy, music này. Đấy, các cái chế độ luôn anh em nhé. Cái này rất là dễ chỉnh luôn. Đấy, rất là dễ chỉnh em ạ. Đấy, rất là dễ chỉnh luôn. Anh em nào mà chưa biết sử dụng thì em sẽ cài đặt sẵn, anh em về chỉ việc mở thôi anh em nhé. Giá cực kỳ tốt cho anh em. Em thanh lý trên YouTube này là 1.100.000 bao ship cho anh em luôn nhé. Giá này chỉ ở trên YouTube là em có cái giá này thôi anh em nhé. Cảm ơn anh em.